Thời gian vừa qua thì nói chung thì các anh em đều tất cả đều cố gắng, nhưng mà sân ở đây nói chung là đá cho SEA Games, chủ yếu là mục đích tập cho SEA Games nên là tập ở sân này anh em bị chấn thương rất nhiều và thay đổi nhiều nên làm anh em nó cũng thay đổi theo. Tập sân này thì vẫn có thể là hạn chế, nhưng mà hạn chế những mức bình thường nhất thôi, tại vì không thể nào hạn chế được. Nó cứng hơn sân thường mình, nó cứng hơn rất nhiều nên là anh em mà chạy tốc độ thì hay là bất cứ xoay sở gì nó dễ làm anh em chấn thương hơn. Tất cả mọi thứ gần như là của là thời Bắc, và thời kim cũng chỉ là phủ phần đầu đấy trong đấy. Em đánh giá thế nào các bài tập của thầy Bắc khác nhiều so với câu lạc bộ? Thật sự mà nói ở đây, thật sự là sơ đồ này cũng đây là lần đầu tiên em chơi, nhưng mà rất khác nhiều câu lạc bộ. Nói chung thì mình có học hỏi và nhìn theo mấy anh chơi thì mình có thể là làm theo được và rất khác. Thật sự mà nói thì vào đây chúng em chỉ biết là cố gắng làm những gì mà một tuần vừa qua chúng em học hỏi được và đáp ứng là những gì mà ban huấn luyện đã cố gắng truyền đạt cho chúng em. Gặp rất nhiều khó khăn, đây là sự mới lạ của em nên là khó khăn rất nhiều. Cũng mong là mình có thể được ra sân và thể hiện những gì mà ban huấn luyện thời gian vừa qua đã cố gắng truyền đạt cho mình.